Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam kết án các nhà hoạt động Liên Hợp Quốc và ngoại giao 4 nước G7 bất bình. Ravina, người phát ngôn văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền vào hôm 17 tháng 12, bày tỏ lo ngại về các vụ kết án tại Việt Nam mới đây đối với các nhà hoạt động xã hội. Thông cáo có nói rằng, chúng tôi vô cùng lo lắng trước bản án khắc nghiệt đối với những người bảo vệ nhân quyền và đất đai bị kết tội truyền bá tuyên truyền chống nhà nước ở Việt Nam. Văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền chỉ ra rằng, trong 3 ngày của tuần này, 4 nhà bảo vệ nhân quyền nổi bật bao gồm Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung và Phạm Đoan Trang đã lần lượt bị kết án tù. Thông cáo cũng nhắc đến người thứ 5 là nhà báo Lê Trọng Hùng sẽ bị xét xử vào ngày 31 tháng 12 sau khi bị giam từ tháng 3 mà không có luật sư và không được phép gặp gia đình. Đây là hình ảnh nhà báo Lê Trọng Hùng đăng ký ứng cử đại biểu Quốc hội vào năm 2021 với tư cách là ứng viên độc lập. Tuy nhiên, ông đã bị bắt trước khi kỳ bầu cử diễn ra. Ravina, người phát ngôn văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền lên tiếng tiếp, các cáo buộc chống lại 5 người này, những người đã báo cáo về nhân quyền và quyền đất đai bị bắt vào năm 2020 và 2021, dường như là một phần của chiến dịch nhằm bịt miệng và đe dọa những người lên tiếng bảo vệ nhân quyền. Tất cả các trường hợp đều tuân theo khuôn mẫu đáng lo ngại tương tự, làm nảy sinh các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến giả thiết vô tội, tính hợp pháp của việc giam giữ họ và tính công bằng của việc xét xử. Có một thời gian dài họ bị giam giữ trước khi bị xét xử, bị truy tố với tội danh mơ hồ là tuyên truyền chống nhà nước, bị từ chối tiếp cận với cố vấn pháp lý và các phiên tòa kín không tôn trọng các tiêu chuẩn xét xử công bằng quốc tế. Thông cáo đã nói như vậy vào ngày 17 tháng 12. Còn ngoại giao của các nước khác thì nói gì? Các cơ quan ngoại giao tại Hoa Kỳ, Anh và Canada đã chỉ trích Việt Nam vì bản án nặng với nhà báo Phạm Đoan Trang vào hôm 14 tháng 12. Cơ quan ngoại giao của một số quốc gia thuộc nhóm G7 cũng vừa lên tiếng sau khi tòa án tại Việt Nam xử tù nặng với một nhà báo, nhà bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang. Tòa án tại Hà Nội vào chiều ngày 14 tháng 12 tuyên án 9 năm tù đối với bà Phạm Đoan Trang về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tin cho hay một số nhà ngoại giao quốc tế đã được vào quan sát phiên tòa, gồm đại diện của các đại sứ quán Hoa Kỳ, Canada, Đức và Liên minh châu Âu. Chính phủ Pháp vào ngày 15 tháng 12 cũng lên án việc kết tội và tuyên án 9 năm tù đối với nhà báo Phạm Đoan Trang, người mà họ mô tả là một trong nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng nhất tại Việt Nam và là một trong 3 người nhận giải thưởng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF vào năm 2019. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động đã bị xét xử liên tiếp trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 12 năm 2021 bao gồm Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Bộ Ngoại giao Pháp trên trang web bộ này đã kêu gọi trả lại tự do cho bà Phạm Đoan Trang và tái khẳng định cam kết về quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt. Các quyền và tự do này được đảm bảo bởi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia. Pháp cũng kêu gọi Việt Nam tuân thủ các cam kết quốc tế mà nước này đã tự do thực hiện. Vào ngày 15 tháng 12, Sứ quán Anh Quốc tại Hà Nội cũng đưa lên trang Facebook bình luận của Quốc vụ Khanh, Bộ Ngoại giao và Phát triển phụ trách khu vực châu Á, Amadan, với nội dung như sau. Việc nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang phải nhận mức án 9 năm tù là vô cùng đáng lo ngại. Bỏ tù các nhà báo chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, gửi thông điệp sai trái tới những người ủng hộ sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Vương quốc Anh cùng dòng trọng thái này sẽ tiếp tục cùng các thành viên cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại trước cách mà Phạm Đoan Trang bị đối xử kể từ khi cô bị bắt vào tháng 10 năm 2020 và đưa ra quan điểm của mình với chính phủ Việt Nam. Nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện cũng đã kết luận việc bắt giam Phạm Đoan Trang được xếp vào hành động giam giữ tùy tiện, vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam về quyền con người. Trong suốt hơn một năm bị tạm giam, Phạm Đoan Trang chỉ được gặp luật sư đúng một lần và chưa được gặp mặt gia đình. Bản án này đã gửi đi thông điệp chống lại quyền tự do ngôn luận. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh với giải tự do báo chí vào năm 2019. Trong khi đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 12 cũng đăng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 12 lên án việc
kết án 9 năm tù đối với tác giả Việt Nam Phạm Đoan Trang. Người không làm gì khác hơn là bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price vào ngày 14 tháng 12 nói, theo bản dịch của Sứ quán Mỹ rằng Hoa Kỳ lên án việc kết tội và tuyên án 9 năm tù đối với tác giả nhà báo Phạm Đoan Trang, người không làm gì hơn ngoài việc bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa. Và chúng tôi cũng ghi nhận ý kiến gần đây của nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện cho thấy việc giam giữ bà Trang là tùy tiện và vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam về nhân quyền. Tuyên bố của Mỹ nói tiếp, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả lại tự do cho bà Trang, người đã được quốc tế công nhận về nỗ lực thúc đẩy nhân quyền và quản trị tốt ở Việt Nam, đồng thời cho phép tất cả cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không lo sợ bị trả thù. Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp và các hành động của họ thống nhất với các điều khoản về nhân quyền của Hiến pháp Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 12, trang Facebook của Đại sứ quán Canada cũng bày tỏ vô cùng quan ngại việc tuyên án này. Đây là hình ảnh Đại sứ quán Canada tại Việt Nam viết rằng họ vô cùng quan ngại trước tuyên án của bà Phạm Đoan Trang. Rằng chúng tôi cũng quan ngại về những nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm hạn chế quyền tự do truyền thông, một tiên thiết yếu của việc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Chúng tôi cũng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam cho phép các nhà báo hành nghề mà không sợ bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc bị trả thù, đồng thời chấm dứt kiểm duyệt và kiểm soát diện rộng đối với các phương tiện truyền thông và nới rộng hơn tự do ngôn luận. Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền của họ theo luật pháp quốc tế, bao gồm quyền tự do quan điểm và biểu đạt. Trên trang Facebook của Văn phòng Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho tới ngày 15 tháng 12, chưa đưa ra thông cáo gì về vụ xử này, còn Facebook của Tòa đại sứ Đức đăng thông điệp về quyền con người trong chính sách đối ngoại của Đức, rằng số hóa và các công nghệ mới đang thay đổi cuộc sống của chúng ta. Trong quá trình này, việc tuân thủ các quyền con người luôn đóng vai trò trung tâm. Chính vì vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống tội phạm không được phép dẫn tới nạn phân biệt đối xử. Nước Đức cũng nỗ lực xây dựng một khung pháp lý quốc tế về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên cơ sở quyền con người, dân chủ và nhà nước pháp quyền. Đây là hình ảnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 12 cũng lên án việc kết án 9 năm tù đối với tác giả Việt Nam Phạm Đoan Trang. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ liên minh tự do trực tuyến, chúng tôi cũng nỗ lực thúc đẩy bảo vệ quyền riêng tư, tự do biểu đạt, tự do báo chí trên Internet. Các quyền con người là phổ quát đối với tất cả mọi người và mọi nơi, thông cáo cho biết. Trang Facebook của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam hôm 14 tháng 12 thì có bài viết và có hình ảnh video về tự do báo chí. Bản tiếng Việt của bài viết nói rằng, xã hội dân chủ sẽ không thể tồn tại nếu thiếu tự do báo chí. Các nhà báo có quyền tự do và độc lập khi đưa tin về những vấn đề mà công chúng quan tâm mà không bị cản trở bởi những người có quyền lực. Tuy nhiên, trên khắp thế giới, nhiều nhà báo đang bị trả thù hoặc đối mặt với tình trạng bạo lực hay tù tội chỉ vì họ đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Trước đó vào hôm 10 tháng 12, nhân ngày nhân quyền quốc tế, Đại sứ Anh Chris Hewitt cùng nữ đại sứ Canada Paul cũng công bố video và nói rằng chúng tôi cảm ơn tất cả các nhà báo trên khắp thế giới, những người đã phản ánh những bất công cho chúng tôi thật sự. Biết sự thật để chúng ta có thể được tự do suy nghĩ và phản biện về thế giới xung quanh, đồng thời tưởng nhớ tất cả những nhà báo đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ của mình. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nhân quyền Việt Nam tại sao phương Tây và Mỹ mềm mỏng với Hà Nội. Sau khi chính quyền Việt Nam tiếp tục mở các phiên tòa kéo dài nửa ngày để xét xử các nhà bất đồng chính kiến với án tù rất nặng, một số nhà quan sát quốc tế đã chỉ ra rằng có vài nguyên nhân mấu chốt khiến Mỹ và phương Tây nhẹ tay với nhân quyền tại Việt Nam. Một số nhà quan sát cho rằng tầm quan trọng chiến lược của Hà Nội đối với Hoa Kỳ và các đồng minh đã cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều không gian hơn trong việc bịt miệng những người chỉ trích. Đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam hội kiến với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại Hà Nội vào hôm 25 tháng 8. Trong bài phân tích mới đây trên tờ báo The Diplomat, David Hood đã viết rằng
nhắc lại việc nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt tháng 10 năm 2020, đúng vào ngày cuối cùng của cuộc thảo luận nhân quyền và tự do ngôn luận giữa Mỹ và Việt Nam, và cho rằng việc này không khiến giới phê bình và những người từng cáo buộc các chính phủ phương Tây đã không làm gì để phản đối hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam gây ngạc nhiên. Việt Nam hiện là bạn thân của phương Tây vì có chung lập trường chống lại sự xâm lược của Bắc Kinh ở Biển Đông, cũng như tầm quan trọng về kinh tế và vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu của nước này. David Hood phân tích, tuyên bố ngầm mà nhiều chính phủ phương Tây đưa ra là khi họ hợp tác nhiều hơn với Việt Nam và khiến nước này ngày càng phụ thuộc vào các quan hệ kinh tế với phương Tây, họ sẽ có thêm đòn bẩy để gây áp lực buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải cải cách chính trị có chủ đích. Nhưng cái gọi là thay đổi thông qua thương mại đã không hiệu quả khi thương mại của phương Tây với Việt Nam gia tăng, các quyền chính trị ở Việt Nam trở nên tồi tệ hơn, vẫn theo tác giả David Hood chia sẻ. Liên tiếp từ ngày 14 đến 16 tháng 12, Việt Nam đã bỏ tù 4 nhà hoạt động, trong đó có Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương với án tù từ 6 đến 10 năm. Hiện có khoảng 170 tù nhân lương tâm hiện nay đang bị giam giữ ở Việt Nam, một con số cao kỷ lục trong lịch sử gần đây, theo số liệu thống kê vào năm 2020 của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Trong khi dự án 88 khẳng định rằng hiện có 217 nhà hoạt động trong tù và 306 người khác đang gặp nguy hiểm. Freedom House, một trong cuộc khảo sát gần đây nhất về các quyền chính trị trên toàn thế giới, đã hạ bậc của Việt Nam xuống còn 19 trên tổng số 100, thấp thứ hai ở Đông Nam Á, sau Lào, cũng là nước cộng sản. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động bị xét xử liên tiếp trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 12, bao gồm từ trái qua là Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Philip Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói bản án dành cho Phạm Đoan Trang là một bản cáo trạng nhức nhối của Việt Nam độc tài. Trong khi đó, Bill Hayton, một cựu phóng viên tại Việt Nam và hiện đang làm việc cho Chatham House, được trích lời trong bài viết của David Hood nói rằng bản án tù dành cho bà Đoan Trang là ngón tay thối của Bộ Công an Việt Nam cho Hoa Kỳ và những nước khác từng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Ban chỉ đạo và lãnh đạo Việt Nam biết rằng họ có thể bỏ tù những nhà hoạt động như Trang vì Việt Nam đã trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược của các cường quốc bên ngoài ở Đông Nam Á, theo lời ông Bill Hayton chia sẻ. Và câu hỏi đặt ra phải chăng Mỹ đã ưu tiên địa chính trị hơn các giá trị khác? Josh Hawes, nhà nghiên cứu Đông Nam Á từ Washington DC đã nói với đài BBC tiếng Việt rằng tầm nhìn chiến lược đang là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù chính quyền Hoa Kỳ ở một mức độ nào đó sẽ tập trung vào nhân quyền, nhưng tôi không nghĩ là sẽ ưu tiên trong quan hệ với Việt Nam, bởi vì các khía cạnh chiến lược của mối quan hệ Việt Nam và Mỹ ở thời điểm này vượt trội hơn hầu hết các vấn đề khác, bao gồm cả vấn đề nhân quyền. Philip Robertson từ Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cho đài tiếng nói BBC hay rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có tác động tới cách Hoa Kỳ và Việt Nam giao thiệp. Khi quan hệ kiểu chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng xấu đi, Việt Nam đang chơi một trò chơi khôn ngoan bằng cách thu hút tăng cường đảm bảo an ninh từ Mỹ, đồng thời gạt bỏ những chỉ trích của chính phủ Mỹ về nhân quyền. Đây là hình ảnh với tổng số 20,5 triệu liều vaccine và các thiết bị tổ âm sâu tặng cho Việt Nam, Hoa Kỳ trở thành quốc gia ủng hộ lớn nhất cho Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19. Hoa Kỳ cũng cần khẩn trương hành động để đảo ngược được xu hướng này và cần nói rằng nên có những cải thiện nghiêm túc với nhân quyền, dân chủ và quản trị tốt ngay từ bây giờ để giúp cho cả nhà nước Việt Nam và người dân Việt Nam. Ông Philip Robertson đã cho biết như vậy. Còn theo tác giả David Hood, sự xuống dốc của nhân quyền tại Việt Nam liên quan đến các chính sách cứng rắn hơn được đưa ra sau khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giành lại ghế tại Đại hội Đảng Đại bộ Đảng bộ Toàn quốc lần thứ 2016. Chính sách này được duy trì cho tới nay sau khi ông Trọng giành được nhiệm kỳ thứ 3 tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 vào tháng Giêng. Tuy nhiên, cũng theo David Hood, quá dễ dàng để đổ lỗi cho ông Trọng, vì nếu vậy có nghĩa là người ta mặc định rằng phương Tây thực hiện phương pháp thay đổi thông qua thương mại với Việt Nam từ trước năm 2016, nhưng không phải vậy. Cũng phải thừa nhận rằng trong những năm trước 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt giữ ít nhà hoạt động hơn, nhưng các chính sách cứng rắn của ông Trọng đã tồn tại trong đảng rồi,
thương mại tăng với Hoa Kỳ và châu Âu thì rõ ràng không ngăn cản họ thực hiện chính sách này. Và các chính phủ phương Tây cũng chỉ dựa vào những lời hứa cải cách của Hà Nội mà không cần đợi xem điều đó có thực sự xảy ra hay không. Nhà báo David Hood chia sẻ. Về phía Mỹ, theo David Hood, dù Tổng thống Biden tuyên bố chính sách đối ngoại của Mỹ dựa trên nền tảng dân chủ, nhưng lại đang thực hiện một cách tiếp cận hai hướng. Việt Nam không được mời tham dự thượng đỉnh nhân chủ với Mỹ gần đây. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Biden bên trái họp thượng đỉnh trực tuyến về nhân quyền với các lãnh đạo thế giới vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Nhưng cùng lúc đó, Việt Nam, nước có cùng quan điểm với Mỹ, coi Trung Quốc là đối thủ, lại tránh được bị Mỹ trừng phạt do độc tài và vi phạm nhân quyền. Trong các quốc gia thân với Trung Quốc hơn như Campuchia thì lại đang bị một loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các giá trị là quan trọng nhưng chúng sẽ luôn là thứ yếu trong các mối quan tâm về địa chính trị của Hoa Kỳ, theo David Hood. Đời sống nước Mỹ đang xáo trộn trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài BBC tiếng Việt trước phiên tòa xét xử nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Văn Trang. Ông David Brault, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói rằng Mỹ hiện còn đang rối bời bởi các vấn đề nội bộ, thì các nước khác có thể chờ mong gì được ở họ đây? Vai trò của Mỹ đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ư? Đời sống chính trị của Mỹ cũng đang xáo trộn, phần lớn là do hậu quả của 4 năm quản trị tồi tệ của những người theo chủ nghĩa Trump. Sự tôn trọng đối với các thể chế và sự lãnh đạo của Mỹ đã bị xói mòn đi rất nhiều, ông nói. Qua lịch sử của chúng ta, người Mỹ đã tự hào về việc trở thành tấm gương tốt, điều đó bây giờ rất khó thực hiện. Cho đến khi Mỹ có thể tự điều chỉnh lại la bàn đạo đức của mình, không thể mong đợi được họ gây ảnh hưởng như đã từng đối với các vấn đề khác trên thế giới. Tôi đã thất vọng vô cùng khi nhìn vào những thách thức do biến đổi khí hậu, do các hệ tư tưởng dân túy và do đại dịch hiện nay gây ra. Cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Việt Nam David Brault đã nói như vậy. Giáo sư về quan hệ quốc tế Robert Schultz từ Đại học tại Washington, Hoa Kỳ cũng nói với đài BBC tiếng Việt hôm 17 tháng 11 rằng nhân quyền vẫn là quan tâm chính của chính phủ Biden. Đây là hình ảnh nhân quyền lớn nhất là chúng ta ổn định chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu hôm cuối tháng 10 với kiều bào tại Anh như vậy. Ông Biden và đảng Dân Chủ của ông rất quan tâm đến nhân quyền và dân chủ. Tuy nhiên, ông Biden cũng muốn mối quan hệ với Việt Nam tiến xa hơn vì họ có nhiều điểm chung. Vấn đề nhân quyền là quan trọng đối với chính quyền hiện nay, nhưng nó không phải là trở ngại lớn để tăng cường quan hệ với Việt Nam. Quan điểm về nhân quyền của Việt Nam là ra sao? Đầu tháng 12 năm 2021, các báo tại Việt Nam đăng lời phát biểu của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm về nhân quyền như sau. Nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân. Đó là điều quan trọng nhất. Phát huy tối đa yếu tố con người, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không hy sinh, an sinh xã hội, môi trường, tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cũng hôm cuối tháng 10 năm 2021, khi nói chuyện với cộng đồng Việt Nam tại Anh trong chuyến thăm đến Scotland tại hội nghị COP26, ông Chính nói tiếp: nhân quyền lớn nhất là chúng ta ổn định chính trị, để bảo vệ nhân quyền thì phải có pháp quyền, và chúng ta đang nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.